Chào các bạn nhé. Mình đang sửa một cái bếp từ của Media và mình sau khi kiểm tra qua mình thấy nó có một cái ban khá là hay nên mình quyết định mình lại bật máy quay mình lưu lại để chia sẻ cho bạn nào tham khảo, các bạn tham khảo. Thì bệnh của nó là cắm vào chỉ kêu tít tít thôi. Thằng Media kêu tít tít này này là nó sẽ không nhận nổi đấy các bạn ạ. Mình đã có một cái video sửa về cái bếp từ của hãng Media kêu tít tít này rồi, nhưng nó liên quan đến linh kiện phần này nhận nổi cơ. Mình bật cho mọi người xem này. Đây hiển thị 1600 nhá. Cái này này, đấy. Các bạn thấy không? Nó kêu tít tít như là không nhận nổi luôn. Bếp không phát xung không gì cả, chỉ kêu tít tít thôi. Mình vừa mới kiểm tra qua rồi, mình định không làm video đâu, nhưng mà mình thấy cái ban này cũng hay gặp. Và các bạn mà không hiểu nguyên lý một chút thì có thể là sẽ cày mạch nó rất mất thời gian luôn. Cái bếp này tháo ra lại lại nhớ. Tức là ngày xưa mình đã từng sửa một lần, 11 tháng 7 năm 2018 này. Mình đã sửa công suất nó một lần, nó chết công suất. Và sau khi sửa xong ấy, mình đã còn táp cho cả miếng nhôm to này vào đây cơ. Để cho nó tản nhiệt coi IGBT ra đây cho nó làm mát cho thôn, bởi vì làm mát cho IGBT tốt hơn. Bởi vì cái dòng bếp này của Media là dòng bếp rẻ tiền hay sao ấy, là cái miếng nhôm cực mỏng, mình đã từng nói rồi ấy. Thì với cái ban kêu bật lên mà nó kêu tít tít nó không nhận nồi ấy, thì chúng ta sẽ kiểm tra điện trở phân áp của hai đường nhận nồi. Thì thông thường nó sẽ hỏng như vậy, tức là nó sẽ có một con R từ chân C sò này, nó đi qua một con điện trở 820K này, 820K này để đi về vi xử lý ấy. Thì nếu mà con điện trở này nó hay cháy này, nó cũng sẽ báo tít tít như vậy nhé các bạn nhé. Hoặc là đường nhận nồi nữa ấy, là ở cái phía bên của đường 300V đấy, thì cái đường này nó đang lỗi chính trên cái đường đấy. Nó sẽ ở đây các bạn này, dương cầu diode chính lưu dương ra đây nhá. Nó sẽ đi qua cái quận L lọc ấy. Bếp nào nó có cái quận, có quận lọc đấy mà các bạn, quận L này này, thì là đây là dương, đây là âm ạ. Dương nó đi qua này, sau đó nó đi qua hai con điện trở này, 240K để đi về cho phần nhận nồi đấy. Tức là cầu phân áp giữa phần nhận nồi nó lấy sụt áp giữa hai đầu mâm từ mà. Thì đây là điện trở của một đường, còn đây là một điện trở của một đường. Thì khi mà kêu tít tít thì chúng ta sẽ kiểm tra hai đường đấy. Nhưng thực tế là mình cũng vừa kiểm tra thì hai con này không việc gì. Tóm lại là cái bếp mình đang sửa ấy, nó không phải lỗi trên hai cái đường đấy. Và nguyên nhân nó như này này các bạn này. Khi mình kiểm tra qua, chúng ta kiểm tra điện trở đấy mà không việc gì ấy, thì chúng ta sẽ cắm điện và chúng ta đo nguồn các bạn nhé. Bởi vì đôi khi nguồn nó có vấn đề, nó cũng sẽ không chạy vào như một số con vi xử lý ấy, điện áp nó yếu quá chẳng hạn thì nó cũng không phát xung chẳng hạn. Nhưng con này thì mình nghĩ là điện áp nó bình thường. Mình nói tiếp nha, mình đang làm này lại có khách. Thì chúng ta sẽ kiểm tra nguồn 5V và 18V khi nó có đủ không. Nhưng mà với điều kiện là chúng ta phải bật on bếp để cho quạt nó chạy nhá, để nó có tải để chúng ta mới kiểm tra 5V và 18V xem ok không. Thì như con này mình nói luôn là mình kiểm tra ok. Và đặc biệt con này là đang lỗi trên cái nguồn DC cho khối công suất các bạn nhé. Tức là điện áp AC vào ấy, nó sẽ đi vào cầu diode này ở hai chân giữa này, nó sẽ chỉnh nhiêu ra thành dương bên này và âm bên này. Thì cái dương của nó ấy, nó sẽ đi qua quận lọc này các bạn này, vừa nãy mình cho mọi người xem ấy, nó đi qua quận lọc này nhé, rồi nó tới đây nó sẽ lọc được con bằng lọc được lọc vào con tụ 5 mi này các bạn này. Đây là dương, còn đây là âm này, âm nó đi vào cầu chân cầu diode mà chân chân âm của cầu diode đấy. Thì đây chính là dương này, nó sẽ rồi nó sẽ đi qua ba cái dây di nữa, nó sẽ đi tới đây, nó sẽ tới đầu của một đầu của mâm từ ấy, sau đó nó đi sang đầu bên này. Và tất nhiên là trên hai đầu mâm từ nó có một con tụ 0,3 là tụ cộng hưởng nhé. Nó sẽ đi từ đây, nó đi sang đây này, cái phần dương ấy nó đi tới chân C của IGBT, và khi IGBT có xung ấy, thì nó sẽ đóng ngắt từ C sang E, thì chân E của nó sẽ đi qua điện trở địa cái con điện trở xăng ấy, nó sẽ về mát này. Thì mình đang nghi ngờ ấy, mình vừa mới một phép qua một phép đo, mình đang nghi ngờ ấy, là nó mất nguồn dương của phối dương 300V. Cứ giả sử là 300V nó chắc nó cũng chẳng đủ đâu, bởi vì nó lọc tụ lọc rất nhỏ ít mà. Tức là cái phần điện áp dương từ cầu diode này, từ chân dương của cầu diode này,
nó không đi tới chân C của IGBT được các bạn nhé. Thì nguyên nhân đó mình đang nghi ngờ đó là do con này, con quân lọc này này. Quần lọc này do hãng Media và rất nhiều nhà, nhiều hãng ấy, là nó sử dụng là dây nhôm, dây lõi nhôm các bạn nha, rồi tráng được một lớp đồng bên ngoài để có thể hàn bình thường các bạn nha. Sau đó nó mới có cái lớp sơn cách điện bên ngoài. Trong quá trình sử dụng ấy là nó sẽ xảy ra trường hợp là, mình cho mọi người nhìn đây này, là cái chân của nó sẽ bị han rỉ, các bạn hiểu không? Các bạn để ý này, cái chân của nó bị han rỉ này, mình cũng không biết là nó đứt chưa nhưng mình thấy nó han rỉ này. Chân bên này và chân bên này là nó bị nó là dây nhôm mà nó xỉn, nó han rỉ và dẫn tới khả năng là nó sẽ đứt ở đâu đấy. Tí mình phá ra xem, mình xem nó đứt ở đâu, mình đang đoán nó đứt ở đâu thôi. Thì mà tóm lại mình sẽ đo thử cho mọi người nhé, là nó đang mất cái nguồn dương của cái khối công suất. Thì cái này, nguồn dương đấy nó từ cầu diốt này này, nó sẽ đi qua quận lọc này, nó sẽ được lọc một con tụ 5 mi này và nó đi qua ba cái dây di này để nó đi tới chân dương của mâm từ ấy. Sau đó đi qua mâm từ nó sẽ tới chân C của IGBT, nó và đến tới chân C của IGBT tương đương với nó sẽ đến miếng nhôm này luôn. Chúng ta đo giữa GND của mạch, mình sẽ có cái GND thì mình lấy đây này và đo cái với miếng nhôm là chúng ta sẽ đo được là điện áp nó rơi vào tầm khoảng 280 đến 300V đấy các bạn nhé. Bởi vì là IGBT này, chân C của IGBT nó chính là một con cái cục sắt mà nó đang bám vào trên miếng nhôm luôn rồi. Mình đo thử cho mọi người này, con này nó đang mất như thế mới buồn cười cơ. Mình mới cạy thử hai cái chân của con quận cảm ra thì mình không thấy nó đứt. Nhưng mà mình lại đo không có điện áp, nên khả năng mình đang nghi là nó sẽ đứt ngầm ở trong. Tí mình phá ra chúng ta sẽ xem có đúng không. Mình sẽ cắm điện và ghim điện, sau đó mình đo thử, mình bật mình đo thử cho mọi người đã. Nên đôi khi nhìn bếp rất ngon lành, không cái bên này không bị ra han rỉ nhiều đâu nhá các bạn nhá. Mà mình lại không thấy có nguồn cho khối công suất, nguồn dương cho khối công suất ấy. Mình cắm điện, sau đó mình bật on và mình sẽ đo cái nguồn DC cho khối công suất, mình đo trên 90 nhôm này luôn nhé các bạn nhé, xem có không nhé. Mình để cái đồng hồ cho mọi người nhìn cho rõ đó, bởi vì cái bóng điện của mình nó bóng quá. Đấy, như vậy đấy nhá. Mình cắm nguồn này, mình ấn on này, quả đã chạy nhá. Và mình lấy mát ở đây bởi vì nó có cái chữ GND ở đây mà. Mình đo 5V ok này. Đấy, 5V ok nhá, 18V này. Cũng ok các bạn thấy không? Quả đang chạy rồi. Thôi mình tắt đi đã. Và mình đo thử cái nguồn 300V nhá. Chán quá nhỉ, nó bị bóng quá các bạn ạ. Các bạn chờ chút nha, để mình chỉnh lại cái máy quay. Đây nha, mình sẽ đo cho mọi người xem này. Mình lấy mát này. Và cái 300V cho phần công suất này, nó không hề có này các bạn thấy không. Nhưng mà tại chân dương của tụ của cầu ấy, thì mình vẫn đo được khoảng 196V này. Nó sẽ đi qua quận lọc này, nó sẽ lọc một con tụ này, thì tương đương với tới đây chúng ta cũng đo được nó phải có điện áp, nó rơi bằng 280 bao nhiêu đấy cơ, gần 300V nhưng mà không hề có. Tóm lại là không có nguồn dương ra cho phần công suất, dẫn tới là bếp cứ kêu tít tít thôi. Thì khi nó mất nguồn như thế thì coi như là cái phần nhận nồi nó cũng sẽ không có điện áp, thì không có sụt áp thì nó cũng sẽ, con này nó sẽ cứ kêu tít tít thôi mà các bạn. Bây giờ mình sẽ tháo con quận lọc này ra, chúng ta xem có đúng là quận lọc là đứt, nó lỗi không nhá các bạn nhá. Bởi vì main thì cũng không han gì lắm đâu mà sao nó lại như thế được. Đây rồi, khả năng đây rồi. Nó bị vỡ đây sao này. Mình thấy nó có một cái vết vỡ. À cũng không phải đâu. Đây mình sẽ tháo hẳn cái này. Mình sẽ tháo hẳn cái này ra cho chúng ta xem nhé. Nó có keo giữ mà. Đấy, nó gãy ra rồi. Đây này các bạn này, đây chính là cái van của nó này. Nó đứt ngầm, nó xỉn này, đứt ngầm bên trong của cái ở khoảng giữa của phíp cơ. Dẫn tới là nó không tiếp điện sang bên này được, nên dẫn tới là nó bên không nhận nổi đấy các bạn ạ, kiểu tít tít đấy. Bên này thì vẫn giữ được này. Bây giờ mình sẽ thay con khác nhé.
và chúng ta sẽ xem nó ok không nhé. Mình nghĩ là nó ok thôi. Xong mình đo điện áp cho mọi người. Mình sẽ thay con khác rồi mình đo điện áp cho mọi người nhé. Mình đã thay cái quần L khác các bạn này, mình tháo từ cái men xác ra này, cái quần của nó thì nó nhìn nó là đứt rồi các bạn nhé. Và cái quần mình thay hình như nó là bếp ngày xưa, nó là dây đồng hay sao ấy, chứ không phải là dây nhọn lõi nhôm. Và mình đo thử cho mọi người này, các bạn thấy không, đây được 300V này. Vừa nãy mình đo tại chân của cầu, chân dưa của cầu diốt ấy, nó chỉ được có không được 300V, nó chỉ được có 200V đấy. Chẳng qua ấy là cái điện áp dương đi ra đây nó không đi tới được con tụ, coi như con tụ nó không hề có tác dụng gì cả nên dẫn tới điện áp rất thấp. Nhưng khi như này ấy, thì là tụ nó đã được lọc cái điện áp chỉnh lưu ra nên nó đã đạt đến khoảng gần 300V này các bạn nhé. Đây bây giờ mình sẽ lắp thử xem nó chạy bình thường không, nhưng mình đoán là nó hết lỗi luôn. Như vậy là qua video này mọi người sẽ để ý là kêu tít tít không chỉ là khỏi phần nhận lồi nhé, mà nó lại liên quan đến đường điện áp, cụ thể là đường điện áp của phần khối công suất. Và cái này nhìn rất khó luôn nhá, nó bị han dỉ và nó không đứt ra được đâu, bởi vì nó có luôn có keo giữ mà các bạn, cái quần L đấy luôn ở giữa luôn nó có keo. Mình cắm điện này, sau đó mình đang cắm quả bóng đèn thôi. Xong mình sẽ bật lên này, quả đã chạy rồi đấy. Đấy nó kêu tít tít như vừa nãy nhá. Bây giờ mình thử đặt nồi vào xem bóng nó nhá sáng không nhá. Đấy các bạn thấy không, như vậy là nó đã phát xung, nó đã phát xung và IGBT đã chạy, nhận nồi và đã chạy, dẫn tới là nó phát sáng, đèn nó sáng nên dẫn tới nó nhá, nó tắt được nguồn đấy. Nhiều bạn cũng không hỏi mình cái này nên mình test kiểm thấy luôn. Bây giờ mình sẽ cắm trực tiếp này, không qua cái bóng đèn nữa, để chúng ta xem nó ăn dòng như nào nhá. Mình ấn on này. Đấy, nó bắt nồi luôn các bạn thấy không? Nó không kêu tít tít như vừa nãy nữa. Ok không các bạn? Đấy, chạy bình thường nhé các bạn nhé. Con này ngày xưa mình chỉnh nó dùng khoảng 8A thôi mà. Do cái miếng nhôm của nó quá mỏng, mình phải lắp lại cái miếng nhôm mình chế vào, và con này ngày xưa nó sửa công suất này. Như vậy là mình đã sửa ok một cái bếp từ của hãng Media, nó kêu tít tít và nó không phải hỏng có điện trở của phần nhận nồi nào cả, mà là nó hỏng quận L này, quận lọc, quận dẫn cái đường dương 300V cho lên cho khối công suất các bạn nhé. Mình sẽ lắp hoàn thiện cái miếng nhôm này vào và sau đó mình sẽ cho chạy test thử. Còn cái video của mình tới đây là kết thúc nhá. Chào các bạn.